Thái hả? Ừ, con yên tâm đi. Hồi nãy bác hai cũng có điện thoại cho bác sĩ Châu rồi, trưởng khoa của bệnh viện. Đó, có giường là cho má con vô liền. Con yên tâm đi, bệnh viện nó tốt lắm. Đó, trời ơi, máy móc kỹ thuật người ta cũng tốt lắm. Đây là chỗ bạn quen biết với bác hai mà. Khi nào bác sĩ Châu điện là nói có giường bệnh trống là sắp xếp cho má con vô liền. Bây giờ cái chuyện này quan trọng nè, bác hai đang lo nè. Con với thằng Bình làm sao nói chuyện cho má con nhỏ nhẹ, coi như là mình ổn định cái tâm lý của bà. Mình nói chuyện gì tâm lý tình cảm, đây vô phẫu thuật đơn sơ là xong nè. Nhớ nha, đừng có làm bà sợ nha. Rồi, bác hai biết. Ba uống miếng nước đi ba. Con thấy ba cũng lo cho Thím Ba quá à. Mà cái kiểu con nói giống như ba con ích kỷ lắm hả con? Dạ cũng không đến nỗi, nhưng mà tại con thấy ba quan tâm đến tiền nhiều hơn. Con nói gì vậy? Tiền bạc thì lúc nào cũng phải cần, nhưng mà tình nghĩa gia đình cũng quan trọng. Hơn nữa thằng Thái và mình nó cũng là cháu ba. Vậy ba giúp Thím Ba đi ba. Thì ba cũng đang tính toán nè, là ba lo trả viện phí rồi thủ cái tiền bồi dưỡng cho Thím Ba. Dạ. Ý con nói là ba giúp cái chuyện sổ đỏ hả ba? Thôi đừng có nói sổ đỏ nữa, má bay nghe má bay cũng không chịu, mà ba thấy cũng không được nữa. Gia đình nào cũng phải có cái tiền dự phòng. Dân mua bán đất như ba để tiền mặt ở ngoài đâu có dám bao nhiêu là đổ vô đất hết, chỉ để một số nhỏ ở ngoài để mà xoay sở thôi. Dạ, nhưng mà hình như căn nhà đó là ngày xưa là gắn liền với tuổi thơ của ba luôn đúng không? Đó hẳn nhiên, đó nhà của ông nội bà nội mà. Rồi ba, rồi chú vui của con. Rồi con sướng. Hồi nhỏ nhớ mỗi lần bà nội đi chợ là ba với chú vui với con sướng con đón bà nội về, chạy ra đầu ngõ đón luôn. Đón để chi? Để giật cái vỏ đi chợ, kiếm cái vỏ đi chợ coi có mua quà bánh gì về không. Rồi lúc đó giành nhau, đứa thích này đứa thích cái kia giành nhau, rồi gây gỗ rồi khóc với nhau. Trời ơi, là bà nội phải cầm roi mây ra. Nhớ lúc đó tức cười chết. Ba được cái hoa chả lẹ nhất, có mình là con chưa sướng con bị đòn hoài. Tính ra là hồi đó tuy là không có khấm khá, nhưng mà con thấy là cũng vui ba ha. Rồi nó chật chội, nhưng mà được cái có tiếng tiếng quậy tiếng phá của cô sướng con, rồi của chú vui, rồi của ba, rồi tiếng bà nội chửi, nghèo nhưng mà vui. Dạ. Dạ, con thấy là căn nhà đó gắn liền với tuổi thơ của ba vậy. Chắc là ba cũng muốn giữ lại căn nhà đúng không ba? Trời ơi, kỷ niệm mà, của ông nội bà nội mà, làm sao không muốn giữ được. Con cũng biết là ba có mấy miếng đất nhỏ ở dưới tỉnh á, thì ba có nghĩ tới chuyện là mình bán đất để giữ lại căn nhà không ba? Con biết ba có mấy miếng đất dưới tỉnh luôn hả? Dạ con biết chứ. Con nghiên cứu luôn hả? Dạ. Con nghiên cứu có khi nào là ngu như con kiến không? Dạ không, tại con thấy là mấy miếng đất ở dưới đó, con thấy là thị trường bây giờ thiệt sự là nó cũng không có tăng lên được đâu. Đúng rồi, bây giờ người dân người ta lo thủ tiền không à, chưa ai dám mà mua bán đất hay là mua bán bung tiền đã làm cái gì hết. Nhưng mà nếu có khách cần mua thì sao ba? Ủa, khách nào cần mua? Bạn của con. Dạ, con có liên hệ bạn của con. Bạn của con sẵn sàng mua 2 miếng đất của nhà mình. Bạn con mua 2 miếng đất luôn? Dạ. 2 miếng đất ở dưới tỉnh bán vô cũng đâu có đủ tiền chuộc sổ đỏ con. Dạ, bởi vậy con có tính vậy. Bây giờ mình bán 2 miếng đất đó, mình cũng không có bị thua lỗ gì hết. Sau đó thì nhà mình cũng có một số tiền mặt để mà xoay sở như ba nói đó. Bây giờ mình góp thêm vô thì ba mẹ với con hạn chế thu chi tiêu ít lại xíu, con nghĩ là được mà ba. Dạ. Lỡ gia đình có chuyện gì sao con? Con thấy là thật ra gia đình mình cũng không đến nỗi nào. Với lại con chỉ muốn là ba bán 2 miếng đất kia, tại vì con thấy là nó không có lãi gì thiệt. Chứ mấy miếng đất ở thành phố của ba là con không có dám bán ba. Ừ, 2 miếng đất dưới tỉnh cũng không có tiềm năng. Dạ. Có gì mình đợi mai mốt có gì mình bán miếng đất ở thành phố cái mình gỡ lại. Dạ đúng rồi. Ba thấy cái con tính, ba thấy được á? Dạ. Không được. Tôi nói không được là không được. Mẹ không. Cái thấy con nó cũng tôi nói không được là không được.
cha con mấy người tính qua mặt tôi hả? Ủa vậy nãy bà đứng ngoài nghe hết à? Ủa tôi đuôi chứ tôi đâu có điếc. Ờ không. Ôi. Tôi điếc chứ tôi không có đuôi. Ờ không, nói chung là tôi không điếc không đuôi. Nè con ơi, con nghĩ làm sao vậy hả? Đưa tiền cái bởi chuột sổ đỏ rồi mình không đòi lại được thì sao? Thì cũng không có sao hết á. Bày không, để từ từ thì ở bển á, thím ba, thằng Bình, thằng Thái nó cũng giải quyết. Đừng có cãi tôi nói không được. Mẹ trời ơi, tại vì sao tôi không có lòng tin? Tôi không có lòng tin ở bên nhà đó, tôi không có lòng tin với thằng Thái. Làm sao mà biết được? Ở đời có câu nói là dò sông dò biển, dễ dò đào, ai lấy thước mà đo lòng người. Bây giờ nó nói với mình là nó sẽ mai mốt nó đi làm, nó kiếm tiền nó trả mình. Rồi mai mốt nó có tiền nó không trả mình thì mình làm gì nó hả? Thì cũng còn căn nhà đó, thờ ông thờ bà, thờ ông nội bà nội của con Phúc. Bây giờ tôi nói nghe, hai cái miếng đất ở dưới quê mình tính toán là có phần hùng của tôi nha. Có tiền của tôi bỏ vô, ông làm cái gì thì phải thông qua tôi chứ hả? Bây giờ tôi thông nè, bây giờ dạ. Tôi đã nói không được không được. Còn nếu mà cha con mấy người ha, mà nói chuyện mà bán đất bán đai mà không cho ý tôi biết ha, mà tôi ca tôi cấm tôi cản ha, mà vẫn không chịu không tôi cản nè. Bà bóc mắt tôi hả? Tôi lấy hai ngón tay rồi nè, cho thon cho mũ điện nè. Trời ơi, thôi được ơi, được ơi. Bà không chịu rồi thôi. Bây giờ chơi qua tới điện lực rồi. Bây giờ mai mốt cái chuyện gì mà đụng chạm tiền bạc trong gia đình nhà này hoặc là đất đai tài sản gì đó là phải nói cho tôi biết nha. Tôi đồng ý thì mới làm, tôi không đồng ý thì thôi. Hai người cứ hứa tôi không? Hứa. Đồ gì đây ta? Dung, cái này phụ nữ mà gửi cho mẹ. Ôi xong mẹ á thiệt chứ. Ủa ơi ơi dạ, xong việc gì mẹ sớm về. Con. Ủa dạ cái thùng gì vậy? Ê, dạ. Con đừng nói là bạn trai gửi con cái thùng nha. Dạ không, gửi cái thùng xong nó gửi cái bụng á. Trời ơi, bữa đó nữa nội thì sao má mình không, cái này không phải của con, cái này là của ngoài. Ta bên nước ngoài gửi cho mẹ. Nước ngoài dạ đâu coi đây. Dạ ai gửi vậy? Trời, lúc này quen tới nước ngoài luôn á, tôi ghen à. Con Dung là nó. Dung vậy? Trai tên Dung. Dung nào đi đi hả? Ra tao luôn hả? Sao vậy mẹ? Cái gì vậy? Má ơi! Cái gì vậy? Giả dối! Là nó giả dối! Bà làm gì vậy? Cái gì mà giả dối? Sao mà giả dối? Rồi bà có nhu cầu gì mà ta gửi lưu động vậy? Ông im đi! Là sao vậy con? Từ từ để con đọc cho ba nghe. Gửi chị Hạnh, em là Dung, em họ của chị Hạnh đây. Mới đó mà đã mấy chục năm, chính xác em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng em vẫn nhớ hoài cái hôm em bỏ đi để lại mấy món nợ khổng lồ cho chị. Tệ hơn nữa, em còn lấy trộm hai chiếc lưu đồng của mẹ chị. Em biết hai chiếc lưu đồng đó có giá trị kỷ niệm với gì, nhưng lúc đó em quá mờ mắt và túng quẫn. Nay em bệnh nặng đã gần đất xa trời, khó khăn lắm mới tìm chuộc lại được kỷ vật của dì. Nó đừng có kêu mẹ tôi là gì, nó không xứng đáng kêu mẹ tôi là gì. Bình tĩnh lại bà, bình tĩnh lại. Mà chuyện lên đó. Đừng cái này để thờ chứ không phải để đập nha. Bây giờ bà bình tĩnh rồi, bà đừng có làm tôi sợ. Bây giờ cái chuyện gì mà bà tức giận dữ vậy? Từ từ ông Phúc là ai? Ủa ông Phúc là ông Quá. Trời ơi, quá ông chồng của tôi. Đúng chồng. Bà còn nhớ tôi mừng quá. Ông có nhớ? Nhớ. Lúc tôi với ông mới quen nhau, lúc đó cả hai đứa mình cùng nghèo khổ. Đúng rất nghèo khổ. Lúc đó khổ cực quá, mà hai đứa mình gặp nhau. Lúc đó bà dụ tôi trước á. Không khổ đâu. Cái vụ gì? Lúc đó tôi không khổ đâu. Không khổ lắm mà. Lúc đó bà nghèo tôi cũng nghèo mà. Tôi có nhà, tôi có tiền, tôi có của. Mà tôi bị chính cái con em họ của tôi đó, nó dụ dỗ tôi
là tôi đem tôi có lòng tin với nó, tôi mới đưa cho nó nhà để nó cầm nó bán, rồi nó dụ tiền dụ bạc, rồi thậm chí đây nè, cái cặp lư đồng này nè là kỷ niệm của mẹ tôi, nó cũng lẽ nó đem nó đi cầm thì bán, rồi bây giờ nó đem về cho tôi để được cái gì chứ? Bởi vì tôi đó là con người của nó giả dối, nó không xứng đáng là em họ của tôi. Thôi, nó đã trốn mất biệt lâu rồi, tại sao giờ nó giác sắc gì đây? Tỉnh lại, tức giận nó không tốt, mình lớn rồi. Cái chỉ số máu mà nó cũng lớn theo nữa. Bà tức giận cái kiểu này có chuyện gì á, là cha con tôi khổ nè. Bây giờ là tôi hiểu rồi. Như vậy là cô Dương, cô Dung á là em họ của nó bà. Nó không xứng đáng. Là lúc xưa là gạt bà. À, trong gia đình mà còn gạt như vậy à, vậy là ba hiểu rồi, tại mẹ con ngày xưa cũng bị gạt như vậy á. Dạ. Thành thử ra bây giờ ý là tôi ba giúp gia đình của ba thì mẹ con cũng sợ người ta gạt. Tôi nói vậy phải đúng không? Tôi nói thiệt với ông, mang tiếng là em họ mà nó còn thân với tôi còn hơn là ruột thịt đó, mà nó còn lường gạt đó, bởi vì tôi không có lòng tin với người nào hết. Bà, tùy người chứ, mỗi người mỗi khác mà. Thiệt. Để ba vô. Dạ. Coi chừng ba chọt hai ngón tay vô ổ điện nữa. Mẹ. Mẹ vẫn còn suy nghĩ về chuyện thím ba hả? Mẹ đã nói với con rồi. Nói chung là mẹ không mạo dám mạo hiểm nữa. Thật ra con chỉ muốn kể cho mẹ nghe một câu chuyện thôi. Chuyện gì? Mẹ có nhớ cái lúc mà ba mẹ bắt con đi Mỹ không? Nhớ, rồi sao? Cái lúc đó con thấy con cũng rối. Thì ba mẹ bắt con đi Mỹ thì con đi thôi. Chứ con không biết là qua đó con phải làm gì, con phải học gì, rồi tương lai con sao hết. Thì trước khi con đi á, thím ba có tới gặp con. Thím ba có đưa cho con đôi bông tai. Thím ba nói với con là con đi qua bên đó không quen ai, lạ người lạ cái, thì nếu mà ba mẹ không kịp gửi tiền cho con á thì cứ lấy đôi bông tai mà xài đỡ. Thật ra là con cũng ngại, con không lấy, con trả lại thím ba rồi. Nhưng mà không biết sao lúc mà con qua tới bên đó, khi mở túi ra thì con mới biết là thím ba nhét vô túi con lúc nào, con không hay. Nhưng mà cũng nhờ có đôi bông tai đó mà con mới vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn đó. Mẹ biết không, bên đó con không quen ai, mà con cũng cần người để tâm sự nữa. Thì lúc đó con thấy có lỗi với ba mẹ, con cũng không dám nói gì với ba mẹ hết. Mà nhờ có thím ba á, thím ba gọi điện cho con mỗi ngày, thím ba tâm sự với con, cho nên á con mới vượt qua cái khoảng thời gian đó. Giờ con thấy là tình thân nó quan trọng lắm á mẹ. Sao cái chuyện đó con không nói cho mẹ biết? Thì con gây ra cái lỗi tày đình như vậy rồi, con đâu còn mặt mũi nào mà nói với ba mẹ. Mà ở đây á, thím ba cũng không hề nói gì cho mẹ biết hết á. Nhưng mà bây giờ sao? Mẹ sợ là về vấn đề tài chính, tiền bạc á, ba con lo không có nổi. Trời, tôi lo được. Ha. Ông nói xong rồi. Lo cái gì? Xong rồi cái gì? À, tôi lo được rồi. Hai miếng đất với tỉnh á, tôi đồng ý bán cho bạn của Phong Phúc rồi. Dạ. Bán cái giá đó mình cũng không có lỗ. Ừ. Coi như là cũng là lời chúc đỉnh. Rồi tình cờ cổ đông tôi nó cũng cần bán một miếng đất ở dưới, mà nó bán lại giá thấp hơn, tôi cũng lại mua với giá thấp hơn rồi. Coi như là mình không có sợ lỗ nữa. Thành ra tôi thấy cái số tiền dư của mình á, cộng với cái số tiền mà dự phòng tôi để trong nhà mình giữ á, thì mình cộng lại là đủ chuột lãng sổ đỏ cho ông Thái. Đủ hả ông? Như vậy là thím ba yên tâm vô bệnh viện mà không ảnh hưởng gì về vấn đề tài chính của mình nữa. À, thôi được rồi. Nếu vậy thì tôi đồng ý. Con cảm ơn mẹ. Dạ. Con cảm ơn ba. Cảm ơn mẹ.
Bây giờ á, coi như anh cho tôi vài ngày nữa đi nha. Tôi sẽ vài ngày nữa tôi sẽ gom đầy đủ số tiền, xong rồi tôi chuyển qua cho anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Mẹ mà trong nghĩ đi ra nào vậy? Chừng nào con chuột có sổ đỏ về? Sổ đỏ gì mẹ? Mẹ hỏi con chừng nào con chuột có sổ đỏ về? Trả lời cho mẹ. Thì cái thì mẹ biết con thương mẹ. Con muốn có tiền để điều trị bệnh cho mẹ. Nhưng mà nè, cái bệnh của mẹ nó dai dẳng, chứ không phải trị một lần là hết đâu con. Cái quan trọng bây giờ á là mình cần một cái số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mà sức khỏe của mẹ, mẹ biết, con đừng có cãi mẹ. Mẹ, bây giờ con cãi mẹ đúng không? Mẹ, mẹ, con thấy anh Thái nói đúng á. Cái điều quan trọng bây giờ á là mẹ phải đi chữa bệnh trước. Đối với tụi con á, không có gì quan trọng bằng sức khỏe của mẹ hết trơn á. Bây giờ mẹ nói hai đứa không nghe đúng không? Hai đứa hùa nhau cãi lại mẹ đúng không? Dạ không phải như vậy đâu mẹ. Mẹ, bây giờ mẹ nghe vợ chồng tụi con một lần được không? Nghe vợ chồng tụi con một lần, rồi mẹ xuống dưới mẹ nói làm sao với ông bà. Trong khi đó cái nhà này là nhà từ đường. Mẹ nói làm sao đây con? Hả? Mẹ, mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Sức khỏe của mẹ còn tốt lắm. Sức khỏe mẹ, mẹ biết. Tụi con đừng có lo. Có cái vấn đề mẹ không yên tâm là cái chuyện anh em nhà thằng Thái á. Mẹ yên tâm đi. Anh Thái bây giờ á, anh thay đổi nhiều lắm rồi mẹ. Mẹ đừng có lo lắng những chuyện đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Thay đổi thì thay đổi, chứ mẹ cũng lo lắng lắm con. Bây giờ nếu con coi mẹ là mẹ ruột của con á, thì mẹ nhờ con, mẹ có vấn đề gì con dòm ngó anh em thằng Thái giùm mẹ. Kìa mẹ, con bé Na nữa. Mẹ nói chuyện cái gì mà như trăn trối vậy? Đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện này nữa. Bây giờ là yên tâm chữa bệnh giùm tụi con đi. Mẹ nói là mẹ không có chữa bệnh nữa. Lấy tiền nó đi chuộc cái sổ đỏ về cho mẹ. Nghe chưa? Khỏi chuộc. Anh chị. Ba hai. Chào thím ba. Em, anh chị. Ba hai ngồi. Qua đây. Nè. Ủa? Ủa anh hai. Bác hai chuộc á, cho mẹ con yên tâm mà chữa bệnh. Anh hai à? Ừ. Ủa sao thím ba không giữ đưa cho tôi làm gì vậy? Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cái sổ đó này anh chị giữ đi. Ủa sao đưa vợ chồng anh giữ? Bởi vì muốn chuộc được cái sổ đỏ này là anh cũng phải bỏ ra một số tiền rất là lớn. Mà cái nhà này là nhà từ đường nữa. Anh là anh cả thôi, anh giữ nó hợp lý hơn em. Thì thím ba ở đây mấy chục năm nay, hương khói thắp nhang cho ông bà, một tay thím ba lo hết, thím ba giữ rồi đúng hơn. Đúng rồi đó. Dù đây là anh chị lớn, nhưng mà cái chuyện mà chăm sóc nhà cửa từ đường này là một tay thím không à. Với hơn nữa thằng ba em tôi lấy được thím ba là nó có phước lắm. Một tay thím ba chăm sóc cho nhà này, chăm sóc nó, rồi mấy đứa nhỏ nữa. Mấy đứa nhỏ này cũng cháu của tụi tôi mà. Thêm ba cứ giữ đi, đừng có ngại. Dạ thôi, em nhá. Em chỉ sợ là, em chỉ sợ lọt vô tay người khác. Bữa nay anh hai chuột về vậy đi. Em thấy anh hai giữ đi, em không dám giữ đâu. Anh hai giữ giùm em nha. Thôi, thím xứng đáng á, giữ đi. Tôi nói thiệt nha, nếu mà không có thím hả, chưa chắc con Phúc được như ngày hôm nay. Ủa? Con Phúc nó
nó đã kể hết cho vợ chồng tôi nghe. Đúng rồi. Thì bây giờ coi như chồng là vợ tôi, chồng mình á. Cái thời lúc khoảng đó nó bị rối ren quá. Dạ. Cho nên không có quan tâm chăm sóc nó chu đáo được. Thật ra thì Phúc cũng là con cháu trong gia đình. Thím ba có lòng, ở đây tụi tôi cũng có lòng. Dạ. Coi như cái này á là vợ chồng tôi trả ơn cho thím ba. Nếu mà thím ba ngại á thì coi như là số tiền này á một nửa là tôi cho thằng Thái nó mượn. Ừ. Còn một nửa đó là coi như tôi đầu tư vào công ăn việc làm của nó. Thiệt hả bác Hai? Nó thiệt cái thím ba. Tôi thấy thằng Thái á nó càng ngày nó càng tiến bộ. Dạ. Việc làm nó tôi thấy cũng nở nồi lắm. Coi như tôi hùng với nó. Bác Hai yên tâm đi, bác Hai tin tưởng con. Con không bao giờ con làm cho bác Hai thất vọng đâu. Bác Hai nhìn con bác Hai biết chứ. Tin tưởng con bác Hai mới suy nghĩ cái chuyện này. Rồi bây giờ thím ba đó an tâm chưa? Chịu đi chữa bệnh chưa? Ừ. Sổ đỏ cũng chuột về rồi, mẹ yên tâm đi chữa bệnh nha. Ừ, để mẹ suy nghĩ đã. Anh Thái, anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh đang nhớ lại chuyện lúc chiều. Em thấy đó, tính ra gia đình mình xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nhưng mà cũng còn may mắn ha. Ừ, cũng may là có bác Hai giúp đỡ. Nhưng mà có cảm thấy nặng không? Nặng cái gì? Thêm một phần nợ nữa rồi. Thật ra cái số tiền mà bác Hai cho anh mượn á, nó còn không có đáng là bao với anh bây giờ. Cái mà anh thấy quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của mẹ. Còn cái món nợ với em nói á, nó không phải là gánh nặng, mà nó sẽ là trách nhiệm đối với anh. Anh Thái, thời gian qua chắc là anh chịu nhiều áp lực lắm. Sau này nếu như mà anh có chuyện gì á, có thể nói với em, em có thể lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Lắng nghe và chia sẻ cùng anh giống như là những người bạn vậy hả? Chứ anh nghĩ là giống như cái gì? Kìa, em thấy không, bầu trời trên kia nhìn cũng thoáng đãng đó chứ. Anh thấy là người ta luôn nói đúng nha, sau cơn mưa thì sẽ thấy cầu vồng, phần thưởng sau đêm tối là sẽ thấy được bình minh. Thấy không? Ánh sáng mà anh muốn nói tới có phải là mấy cái bóng đèn mà nhà mình mắc lên không? Cho dù là như vậy đi thì cũng cho chúng ta thấy được rằng là trong bóng tối lúc nào cũng có một tia sáng le lói nào đó. Kể cả những cái bóng đèn như thế này, những cái bóng đèn này nó cũng giống như những ngôi sao trên bầu trời, soi sáng cho những người lầm đường lạc lối để tìm về bên nhau. Hôm nay tự tin dữ ta. Anh luôn tự tin vào chính mình, anh luôn tự tin vào tất cả những hy vọng, những niềm tin của những người xung quanh luôn dành cho anh, trong đó có cả con và em nữa. Anh Thái, em thấy anh đã thay đổi rất nhiều đó. Anh phải thay đổi chứ. Anh thay đổi không phải là cho chính mình, anh thay đổi vì con, vì em, vì gia đình này nữa. Trúc nè, anh muốn xin lỗi em
Anh lỗi về điều gì? Anh muốn nói lời xin lỗi em rất nhiều. Anh thấy là một người vô tâm như anh trong suốt bao nhiêu năm qua khiến cho em suy nghĩ nhiều lắm. Và chính những cách hành xử của anh và tất cả mọi thứ của anh khiến cho tâm trạng của em cũng không tốt. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh, cho gia đình này, cho mẹ anh nữa. Trúc nè, anh có thể xin em một chuyện này được không? Anh xin em, tới khi nào mẹ hết hạn thì lúc đó anh sẽ trả tự do cho em. Anh vẫn coi em là người thân thiết nhất trong nhà, luôn luôn là như vậy. Còn cái chuyện mà nuôi dưỡng bé Na, em cũng yên tâm đi, anh sẽ đồng hành cùng với em. Anh còn yêu em không? Tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, và nó cũng sẽ luôn như vậy. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Mẹ coi mẹ đi chữa bệnh đi. Thằng này, mẹ đã nói là để cho mẹ suy nghĩ đã. Tới giờ này mẹ còn suy nghĩ gì nữa? Bây giờ con nghĩ coi, tự nhiên cái đi chữa bệnh bỏ ra số tiền, lỡ bệnh nó không hết rồi cái gì hai anh em con phải gánh khoản nợ lớn, thấy con thấy vô ích không? Con tin nhất định là sẽ thành công mà mẹ. Ủa, hai đứa con... Dạ, tụi con vừa mới nói chuyện với nhau. Bây giờ mẹ yên tâm đi, mẹ sẽ không mất cháu nội, với lại cũng không mất con dâu đâu. Thực ra mẹ trông chờ cái ngày này lâu lắm rồi con. Tụi con được như vậy mẹ mừng lắm. Con thấy tự nhiên giờ anh hai chị hai quay lại với nhau, tự nhiên gia đình mình hạnh phúc. Con thấy giống như cái điềm vậy mẹ. Mẹ, con thấy là bây giờ cái điềm lành giống như nó đang nhân đôi vậy đó. Dạ. Thứ nhất là bác hai giúp đỡ mình, thứ hai là tụi con cũng làm quê với nhau rồi, nên bây giờ con tin chắc là những cái chuyện sắp tới của mình cũng sẽ may mắn như vậy thôi. Dạ, chắc chắn sẽ thành công mẹ ơi. Mẹ đừng lo nghĩ nữa, mẹ chịu đi chữa bệnh đi mà. Mẹ yên tâm chữa bệnh nha mẹ. Mẹ đừng có lo cho con nữa, con cũng lớn rồi. Bây giờ con học xong con ra con đi làm, con cũng tự chủ được kinh tế của mình, mẹ còn lo cho con chi nữa, đúng không? Hôm nay con biết nghĩ rồi đó hả? Anh Thái cũng vậy, bây giờ anh Thái có công ăn việc làm ổn định rồi, con với anh Thái sẽ cùng nhau gánh vác. Mẹ yên tâm đi. Dạ. Mẹ. Dạ. Yeah. Mẹ. Được rồi, mẹ sẽ đi chữa bệnh. Con đặt lịch cho mẹ đi. Dạ.